đối với nhiều người. Cao nguyên Tây Tạng là một trong những vùng đất huyền bí, linh thiêng bậc nhất. Nơi đây có học viện Phật giáo lớn nhất thế giới, mà hàng năm có rất nhiều tín đồ Phật giáo từ khắp mọi miền hành hương và tụ tập tại đây. Người Tây Tạng có một bề dày truyền thống văn hóa, tôn giáo. Họ có một lối sống giản dị với những quan niệm nhân sinh cao cả. Dưới đây là những bài học về cuộc sống biểu hiện cho triết lý về cuộc sống của người Tây Tạng. Từ vị thầy Phật giáo Soyan Rinpoche trích từ một chương trong quyển sách của Ngài, có thể cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về cuộc sống để được an vui, hạnh phúc hơn. Thứ nhất, hạnh phúc nằm trong tay mỗi người. Con người tìm kiếm các phương cách để bản thân có được cái chết bình yên. Và sự ra đi bình yên chỉ trở thành hiện thực khi bạn thấy bình yên và mãn nguyện với cuộc đời của chính mình. Mỗi cá nhân phải hiểu rõ sự thực hành về lòng yêu thương, sự bình yên và tử tế song song với việc thực hành cho sự chết, bao gồm cả những sự thực hành tâm linh. Thứ hai, hãy dừng lại sự lo lắng cố hữu của bản thân. Cuộc đời có thể mang lại cho chúng ta những thăng trầm. Vấn đề lớn nhất của con người ngày nay chính là không biết cách thư giãn, thả lỏng. Cần có thời gian để thực hành sự thư giãn một cách đúng nghĩa. Hãy tưởng tượng rằng các ý nghĩ và cảm xúc tiêu cực sẽ làm chúng ta tan chảy ra. Hãy bắt đầu tham gia vào các hoạt động để đóng tắt dòng chảy suy nghĩ của mình trong một khoảng thời gian. Nếu điều này không mang lại hiệu quả, thì hãy xếp mọi thứ lại và đi ngủ một giấc. Thứ ba, bạn cần hiểu rõ bản thân mình. Phật giáo nhấn mạnh đến sự khám phá, tìm hiểu cái tôi đích thực vượt ngoài thời gian, ẩn giấu bên trong cái tôi giả hoặc của chính mình. Bạn cần nắm bắt một cách rõ ràng cái gì là thực và cái gì vốn dĩ là bản chất. Hãy chân thật với chính mình, dành thời gian cho chính mình bằng sự chữa lành tâm linh. Hãy dành cho bản thân mình sự tĩnh lặng. Thứ tư, hiểu rõ các sự thật tâm linh. Tâm linh chính là sự hiện diện sẵn có và đi vào trong sự sống để sự sống không có những huyên náo, không có sự chia chẻ nhỏ nhặt và khổ đau liên miên. Ví dụ, khi bạn ăn một loại quả nào đó, bạn sẽ trải nghiệm một cách đầy đủ hương vị của quả ấy. Chúng ta không khổ sở hay lóng ngóng trong những mớ mảnh vụn tâm linh và chúng ta có quyền được bình yên, được toại nguyện. Mỗi người trong chúng ta đạt đến một trạng thái nơi mà sự tỉnh giác của chúng ta được đánh thức. Thứ năm, thiền tập để tháo gỡ những nút thắt trong tâm. Nếu không vượt qua được với những sự giằng xé, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy được bình yên trong bất cứ điều gì bạn làm. Bạn sẽ trở thành con nghiện của những thứ hóa chất độc hại, gây hư hoại và sẽ là nô lệ của chúng. Hãy cho bản thân thời gian để thực hành thiền và bạn sẽ thấy rằng tâm của mình được giải thoát khỏi những điều ảo tưởng. Và theo thời gian, bạn sẽ thành tựu được sự nhẫn nại và tính kỷ luật. Thiền tập giúp cởi mở tâm trí và mở ra các cánh cửa cho sự sáng rõ và những hạnh phúc cần thiết. Thứ sáu, không có gì diễn ra như ý muốn của bạn. Hoạch định cho tương lai của bản thân là một ý tưởng tốt đẹp, nhưng lên kế hoạch cho nhiều ngày hay nhiều năm trong tương lai giống như thả câu ở nơi sình lầy. Hãy cứ thất vọng, suy sụp và hạnh phúc với những gì cuộc sống này mang đến cho bạn mỗi ngày và đi qua chúng, tìm lại trạng thái bình yên, đích thực cho chính mình. Bạn sẽ có được một thực tại bình yên và tốt đẹp.
Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.